Bayern Munich thắng FC Köln với tỷ số 2-1. Trận thắng này cộng với cú sải chân của Dortmund trước bài giúp Bayern Munich may mắn vô địch. Có cùng 71 điểm với Dortmund nhưng Bayern giành ngôi quán quân nhờ hơn chỉ số phụ. Ngay sau khi vô địch Bundesliga lần thứ 11 liên tiếp, Bayern lập tức sa thải giám đốc điều hành Oliver Kahn và giám đốc thể thao Hasan Salihamidžić. Oliver Kahn và Hasan Salihamidžić là hai nhân vật chịu trách nhiệm chính về việc sa thải huấn luyện viên Nagelsmann. Quyết định này khiến Bayern rơi vào tình cảnh khó khăn ở hai tháng cuối mùa giải. Riêng với Oliver Kahn, theo nhà báo Florian Plettenberg, chủ tịch Hinner đã gọi điện thông báo sa thải cầu thủ môn Bayern trước trận làm khách FC Köln. Ngay sau đó, Bayern đã gửi email yêu cầu Oliver Kahn không nên dự khán trận đấu với một FC Köln. Đây là lý do khiến cầu thủ môn tuyển Đức không xuất hiện trên khán đài. Trong khi Oliver Kahn vắng mặt thì Hasan Salihamidžić dự khán trận này. Sau trận, ông Hasan Salihamidžić chịu chung số phận với Oliver Kahn. Cũng theo nhà báo Florian Plettenberg, hợp đồng của Hasan Salihamidžić còn thời hạn đến tháng 6 năm 2026. Vì thế, Bayern phải đền bù cho cựu tiền đạo người Bosnia và Herzegovina từ 6 đến 8 triệu euro. Trong khi Kahn và Hasan Salihamidžić bị trảm thì huấn luyện viên Tuchel vẫn sẽ tại vị. Chủ tịch Hinner đã xác nhận thông tin này trong cuộc phỏng vấn hôm nay. Ông nói, tôi không thấy có lý do gì mà Tuchel không tiếp tục là huấn luyện viên của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào Thomas Tuchel. Ông ấy là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất châu Âu. Tôi đã trao đổi với Tuchel vào thứ 6 và ông ấy hiểu rõ ý định của chúng tôi.